Đến 8 giờ sáng 13 tháng 5, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính COVID-19 mới ngoài cộng đồng, trong đó có 2 người là F1 của bệnh nhân 3634, giám đốc Hansiko. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là nam, 42 tuổi, trú tại chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Ngày 11 tháng 5, người này tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng Hà Eco City ở huyện Thanh Trì, có bệnh nhân 3634 là giám đốc của Hansiko cùng tham dự. Ngày 12 tháng 5, người này được Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Trường hợp thứ hai là nam, 41 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại chung cư Boyang ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, cũng là F1 của bệnh nhân 3634, giám đốc Hansiko. Bệnh nhân cũng tham dự buổi giới thiệu dự án tại khu đô thị Hồng Hà Eco City vào hôm 11 tháng 5 cùng với bệnh nhân 3634. Liên quan đến chùm ca bệnh này, trong đêm 12 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm các quy định phòng chống dịch của bệnh nhân 3634, giám đốc Hansiko. Hai trường hợp dương tính COVID-19 khác mà thành phố Hà Nội ghi nhận trong sáng 13 tháng 5 là hai trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN160 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân người nước ngoài, bệnh nhân nam, 44 tuổi, quốc tịch Áo, từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29 tháng 4 trên chuyến bay VN160 có hai chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Khi ra Hà Nội, bệnh nhân lưu trú tại khách sạn Hà Nội Nostalgia ở số 13-15 Lê Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm. Sau khi có thông tin trên chuyến bay có hành khách dương tính, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại khách sạn từ ngày 2 tháng 5. Đến ngày 12 tháng 5, bệnh nhân chủ động liên hệ lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ thông qua khách sạn và có kết quả dương tính do Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thực hiện. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, là bệnh nhân nữ 41 tuổi, quê quán ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bệnh nhân từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm bố đang điều trị tại bệnh viện và đã được chuyển đi cách ly tập trung sau khi phát hiện bố và mẹ đều dương tính COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 5 do Bệnh viện Đức Giang thực hiện, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.